Đây, quý vị có thấy được vân gỗ chúng tôi là vân gỗ hoàn toàn tự nhiên nhé, vân gỗ tự nhiên 100% luôn. Rồi, đây là phần dạ này, còn đây là phần ván mặt này, vân kèo quá đẳng cấp luôn. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại là buổi sáng của ngày mùng 7 tháng 7 năm 2020, và trước màn ảnh nhỏ quý vị thì hôm nay chúng tôi vừa dựng lên một em sập ngồi chất liệu gỗ hương có kích thước là 1m8 x 2m2. Ở trước mặt quý vị là hình ảnh tổng thể của sập đây. Đây là sập gỗ hương trọn vân và hàng trơn yếm vén, hay còn gọi là chúng tôi làm gọi theo mẫu là chân quỳ dạ cá. Rồi tôi quay tổng thể chiếc sập để cho quý vị có thể hình dung được. Đây là sập hàng đại nhá. Dạ là chúng tôi là dày 10 phân và chân là chân 24. Trọn vân rất là đặc sắc. Đây là phần chính giữa, phần nổi bật nhất chiếc sập đây. Thì những mẫu sập trơn này chúng ta không đục chạm, nên là sẽ chủ yếu là chơi gỗ, chơi vân. Thì chúng tôi vừa dựng mộc lên xong rồi, và tôi có tẩy nước qua để nó sạch. Tại vân gỗ đang nổi lên rất là đẹp, vân như sóng biển rồi. Đấy, những sập yếm vén này là chúng tôi chỉ đục một chút ở phần góc này thôi. Đây là có đục nho sóc quý vị nhé, đục nho sóc. Toàn bộ phần dạ này là liền khối, gỗ hương liền khối dày 10 phân. Đó. Cổ là chiếc sập này là sập cổ liền, sập cổ liền nhé. Sập cổ liền thì phải yêu cầu những người thợ có tay nghề rất là cao làm, như là rất là giá trị. Phần cổ và phần dạ này là liền khối này. Đó, phần đốc quý vị đây, phần đốc cũng rất là đẹp, vân mèo. Khi hoàn thiện lên thì vân gỗ là nổi lên nữa rất nhiều. Đây phần ván mặt đây, rất là đẹp luôn, không một vết va gì, gỗ rất là đẹp. Và chúng tôi cam kết là vân gỗ là 100% hoàn toàn tự nhiên, không bắn vân hay tạo vân. Để quý vị phát hiện là vẽ vân thế nào, chúng tôi sẽ tặng nguyên cho quý vị chiếc sạp này. Mời phần dạ đốc quý vị nha, dạ đốc cũng rất là đẹp, dạ ngang mê ly luôn. Đó. 1m8 x 2m. Video thì tôi đang quay trực tiếp ở phía trước cơ sở sản xuất của chúng tôi đây, đồ gỗ Tùng Tám đây. Chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Ngoài ra phía bên trong này thì chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện hai chiếc sập nữa, những chất liệu gỗ hương và chất liệu gỗ dâu này. Đây là chiếc này 1m8 này, chiếc này thì là cũng vân rất đẹp. Tuy nhiên là chúng tôi là đang trong quá trình đánh giáp, nên là cái bụi gỗ quý vị không thể nhìn thấy vân được. Tôi đang đánh giáp đây, một vân rất đẹp, nhưng mà tôi đang trong quá trình trà giấy giáp, nên là quý vị không thể nhìn thấy được. Làm đấy. Còn phía bên trong này là có một chiếc là 1m6, 1m6 x 2m. Toàn cảnh cái khu phân xưởng sản xuất chúng tôi. Ngoài ra, ngoài hai chiếc sập này ra, hai chiếc sập này thì đã có khách hàng rồi, thì chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng. Còn ngoài ra phía bên trong này còn rất nhiều các bộ quây sập khác, 1m8 x 1m6, tôi có đầy đủ hết. Thì quý vị nào có nhu cầu thì cứ xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Phía bên ngoài này rất là nhiều nhá, thế nào chúng tôi cũng sẵn hàng chục bộ sập. Chúng tôi để lâu để cho nó gỗ nó cong cũng như là khô, để quý vị sử dụng, trong quá trình sử dụng quý vị hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng gỗ của tôi là rất là khô, đảm bảo quý vị. Bánh mì đây, bánh mì đây. Còn chiếc sạp này thì vẫn chưa có chủ nhân quý vị nhé. Quý vị nào mà yêu mến thì hãy nhanh tay gọi điện đến số điện thoại là 0987 510 86 để đặt hàng ngay chiếc sạp này. Một chiếc sạp quá là đẹp luôn, vần vèo cũng như là gỗ lạt chọn lọc cực kỳ là đẳng cấp. Đó, thì địa chỉ cơ sở của tôi là tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Và quý vị có thể xem thêm những sản phẩm khác tại website đồgỗtùng8.com. Tôi chuyên nhận đặt hàng cũng như kinh doanh các sản phẩm đồ gỗ nội thất, phòng khách, phòng thờ từ các chất liệu gỗ tự nhiên cao cấp. Mọi người mà yêu mến thì hãy bấm like và đăng ký kênh của chúng tôi để có thể xem thêm được những video clip mới về những sản phẩm mới của chúng tôi. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác nhé.